Trong showbiz xứ Trung, Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều tình cảm cũng như sự ủng hộ của khán giả nhất bởi độ đẹp đôi cũng như danh tiếng của hai người. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi nhưng chỉ sau 4 năm chung sống, cả hai đã thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của đông đảo công chúng. Khi đó, cô nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ. Sau khi ly dị, Dương Mịch sống và làm việc chủ yếu tại Bắc Kinh, trong khi con gái Tiểu Nhu Mễ, Tiểu Gạo Nếp sống tại Hồng Kông cùng ông bà nội và bố. Trước dịch bệnh COVID-19, Dương Mịch vẫn tranh thủ đi về giữa Hồng Kông và Đại Lục để thăm nom con gái. Tuy nhiên, kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, nữ diễn viên không thể về thăm con gái do yêu cầu cách ly và công việc bận rộn. Những năm qua, cô mang tiếng là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm vì tham vọng sự nghiệp. Trên thực tế, sau khi ly hôn, nhan sắc và sự nghiệp của Dương Mịch ngày càng thăng hạng. Dương Mịch không phủ nhận việc cô là một phụ nữ năng động và tham vọng. Sau khi lấy chồng và mang thai, sinh con gái đầu lòng, Dương Mịch cũng nhanh chóng trở lại làng giải trí để lao vào công việc. Trong thời gian chung sống với Lưu Khải Uy, Dương Mịch sống chủ yếu xa nhà vì khối lượng công việc lớn. Trái ngược với Dương Mịch, hậu ly hôn, sự nghiệp của Lưu Khải Uy tụt dốc không phanh. Anh được cho là dồn toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc con gái. Trong nhiều bài phỏng vấn, Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy luôn khen ngợi cháu gái thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn con trai là một người cha chu đáo. Khi được hỏi tới Dương Mịch, ông thường né tránh hoặc bóng gió về việc con dâu cũ không quan tâm tới con gái. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn trên show truyền hình, Dương Mịch cho biết cô không hề e ngại vất vả khổ cực, đã làm việc hết mình để muốn cuộc sống được tự chủ. Có như vậy, bản thân mới có điều kiện lo cho người thân. Dương Mịch còn muốn đưa con gái tới Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống mới và tiếp xúc với môi trường học tập tốt nhất. Vì lý do này, Dương Mịch cũng yêu cầu Lưu Khải Uy tới Bắc Kinh sống và làm việc chỉ để cho con gái được hưởng môi trường sống và học tập tốt ở đây. Trong mắt người ngoài, Dương Mịch có thể không phải là một người mẹ tốt. Cô thường xuyên bận rộn với công việc và không thể dành thời gian để đồng hành cùng con gái. Tuy nhiên, cô thẳng thắn cho biết tình cảm không nhất thiết phải là sự lựa chọn luôn ở bên cạnh. Chỉ cần cô luôn để con gái trong tim, dành điều tốt nhất cho cô bé thì đó cũng là tình yêu. Một lần khi Dương Mịch được hỏi chu cấp cho con gái bao nhiêu tiền mỗi tháng, cô cho biết hiện mình vẫn chưa phải là người giàu có nên chỉ gửi được cho con gái hạn chế với 7 con số. Chia sẻ của Dương Mịch cho thấy số tiền cô chu cấp cho con gái không hề nhỏ. Với Dương Mịch hiện tại, sự nghiệp đang là ưu tiên số 1. Sự hy sinh hạnh phúc riêng để dồn lực cho công việc mang lại cho mỹ nhân 8X khối tài sản không nhỏ. Theo tờ HK01, nữ diễn viên đang nắm trong tay khối tài sản khoảng 600 triệu đô la Mỹ, hơn 14,2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn là cổ đông của 10 công ty, nổi bật nhất chính là công ty truyền thông Gia Hành Thiên Hạ. Hiện tại, Gia Hành Thiên Hạ đang quản lý nhiều ngôi sao lớn. Mới đây, truyền thông xứ Trung vừa đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Dương Mịch trên một tạp chí về chuyện tình yêu, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, khi được hỏi có mong chờ tình yêu khi sự nghiệp đã có thành công nhất định hay không, Dương Mịch không ngần ngại đáp trả, tôi đang mong chờ từng ngày. Dù luôn chờ đợi hạnh phúc mới đến với mình, nhưng người đẹp Học Cho Phu Nhân cho biết bản thân sẽ không lựa chọn vội vàng. Tôi chưa nỗ lực hết mình để tìm đối tượng nhưng cũng sẽ không chọn cho qua. Tình yêu với tôi không phải là quan trọng nhất, vẫn cần rất nhiều kinh nghiệm sống. Dù nhiều người luôn nói mong muốn có được tình yêu nhưng thực tế khi sống với nhau họ mới hiểu, không như những gì mình nghĩ. Dương Mịch chia sẻ khi đã yêu ai thì cô sẽ sống hết lòng với cảm xúc của mình, không muốn có bất cứ điều gì tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ đó mang đến nhiều mệt mỏi thì cô sẵn sàng buông tay. Tôi muốn yêu, nhưng nếu tình yêu mà tôi chọn mang đến phiền toái, tôi thà bỏ nó đi.